Nhìn con nước ngoài sông ta chạnh lòng bao niềm nhớ, cơn gió khẽ lay cành cũng xao động cả tâm tư. Bởi quê hương luôn là chốn tìm về, là liều thuốc chữa lành bao vết thương trong cuộc sống. Đó, cô chú anh chị ơi, những đơn hàng được đưa đi ha, thùng to to không cả nhà. Mấy ảnh trước khi đưa lên là rất là rõ ràng ha, check in mã vạch rồi đó. Đó. Bà con cô bác cô chú anh chị mình đợi trong 1-2 ngày tới là sẽ có hàng tới tay mình ha, chắc 1-2 ngày nữa ha. Này là giao hàng ra cho toàn quốc luôn cô chú anh chị. Có khi nào ra nước ngoài không ta? Không có, là công ty thành phố này là ra nước ngoài. Cái xe mà lấy hàng nước ngoài là xe khác. Xe khác hả? Cái xe có cái biển màu đỏ, nếu là lấy hàng nước ngoài có hàng đó. Còn cái xe vàng vàng này là trong nước ha, nhưng mà thôi 60 mấy tỉnh thành vậy đó hả, 63 tỉnh thành. Ồ, chị gái mua hàng bánh gà cả nhà. Hôm qua thì phụ bưng ra rất là nhiều thùng hàng của số tiền. Đơn hàng được chuyển ra thì đồng nghĩa với lại nhập hàng vào cũng rất là nhiều ha cả nhà. Cô chú anh chị mình nhớ ủng hộ. À, chú giao hàng tới cô chú anh chị ơi. À, bên kia thì xe của bưu điện đến lấy hàng, bên đây thì chú giao hàng tới. Mít này cả nhà, mít Thái, mít sấy nha. À, cô chú anh chị thấy không? À, khi mà hàng đi thì đồng nghĩa với lại hàng sẽ nhập vào để có đầy đủ hàng phục vụ bà con cô bác mình. Hàng đi bằng xe tải, hàng nhập vào bằng xe máy. Mà hai thùng mít này rất là nhiều của cô chú anh chị ha. Chú đây thì thấy chú thường xuyên luôn. Mỗi thùng 20 bịch hả chú? À. Cẩn thận nha chú ơi. Quá nhiều đơn hàng rồi cô chú anh chị.
đơn hàng ra đi, đơn hàng nhập vào. Coi chừng lộn hai đơn hàng này để lên xe luôn đó nha. Không, cái kia là găng băng keo, có băng keo đi. Khi mà trước thì ta ảnh lấy cái phòng đi là anh sẽ chết cái mã thôi. Chết. Này nó có mã đâu mà lấy gì quét. Quét cái mã. Đó. À, tưởng đâu chết cái hình bé bun chứ. Đó, anh quét cái mã đó. Rồi, vậy đó. Là cái mã đơn của phòng tưởng anh chết nữa, ổng quét cái hình bun. À, đúng rồi. Đúng rồi. Ở dưới là có ghi tiếng Anh để phiên dịch cho người nước ngoài luôn ha. Gái địch chết chuột là mít thái hạng A đó. Còn nó có tiếng Anh nó đó, gái địch chết chuột. Còn nếu mà đọc cái đó là tiếng Anh, còn nếu mà đọc tiếng Thái mà cái mít Thái gọi là mít thai đó là đó là tiếng Thái đó, giao hai này hàng nhập này mọi người, hai thùng nha. Dạ. Còn cái ở phía dưới là có ghi cái dòng chữ anh thấy tiếng Anh nữa không? Net weight là trọng lượng, thùng mỗi thùng là nó số lượng gì đó, không biết đúng sai nữa, nói đại thôi. Đó đó, trời đang rất là nắng của chú anh chị ơi, điện thoại em quay bây giờ nó nóng quá trời luôn rồi, kỳ ta. À, cô đang vào ủng hộ chị Hồng Loan. Trời ơi, cô nói một câu chắc nịch luôn, 10 hũ hả cô? Một câu chắc nịch 10 hũ chùm ruột. 10 hũ chùm ruột luôn, shop Hồng Loan. Cô có mua lần nào chưa cô? À, mới mua lần đầu mà cô là mua 10 hũ luôn, cả nhà biết rồi đó. 10 hũ luôn, 10 hũ chùm ruột. Dạ, mua ủng hộ. Chùm ruột ngon lắm cô. À. Chưa hai cục. À, anh Khoa nè, anh Khoa ra. Anh bưng hàng vô. Xuống đi, xuống rồi. Anh đó, anh để hàng lên xe mà đổ mồ hôi luôn. Mơ hổ chùm ruột, chú Trinh. À, anh Khoa đang bưng hàng cho trong. Rồi. Đổ mồ hôi luôn à. Rồi. Anh bên trong thì anh đi vô anh xông hơi. Còn nữa kìa anh, còn gì nữa kìa. Đó, cô đã mua chùm ruột nè cả nhà. Thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây ha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Để thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều.